Duy Đỗ thân ái kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại bây giờ là Duy cũng có một tiếp tục một cái hành trình đi từ đường số 7, đây là phường An Lạc, quận Bình Tân. Thì mình đi đến Lũy Văn Bích. Đường Lũy Văn Bích là quận Tân Phú. Duy mời quý vị và các bạn cùng đi với Duy ha. Một lần nữa Duy cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ kênh của Duy. Và Duy thân mến chúc quý vị một ngày mới luôn luôn bình an và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Rồi Duy vòng lại cái hướng phía bên phải của đường số 7. Mình đi thẳng ra ngoài hướng khu vực Lũy Văn Bích, quận Tân Phú. Thì mình phải thấy Google Map chỉ là mình phải quẹo trái đường An Dương Vương, khu vực đó quận 6 vậy. Duy rẽ trái vào đường An Dương Vương, khu vực này là phường 13 quận 6 vậy. Duy vẫn còn đang đi trên đường An Dương Vương quý vị. Bên trái đường An Dương Vương là phường An Lạc, quận Bình Tân. Bên phải là phường 13, quận 6. Đây là cũng là một cái ranh giới giữa hai phường và hai quận luôn. Hướng Duy chạy thẳng luôn là tới ngã tư phía trước. Đầu tiên mình gặp đó là ngã tư Gia Xà quý vị. Người ta hay gọi là ngã tư cây Gia Xà là đây. Hồi xưa ở khu vực đó có cái chợ là chợ cây Gia Xà. Hình như chợ cây Gia Xà hồi xưa nằm bên đó vậy. Rồi đây nè, ngã tư Gia Xà này thì nó có một con đường này là đường An Dương Vương, còn bên trái là đường hình như là tỉnh lộ 10, còn bên phải là đường Bà Hôm. Qua đường An Dương Vương luôn. Duy vẫn còn đang đi trên đường An Dương Vương nha quý vị. An Dương Vương khu vực này phía bên trái là phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân quý vị. Rồi Duy đang đến cái ngã tư đường An Dương. Duy đi ngang đây là có đường Tân Hòa Đông nè.
đó là Duy đi thẳng qua đường An Dương Vương rồi luôn. À, qua đây là không còn tên là An Dương Vương nữa, qua đây là tên Phan Anh. Đây là đường Phan Anh, phường 14, quận 6. Bên phải, bên trái là phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Duy rẽ phải vào đường Tô Hiệu. Rồi, Tô Hiệu Duy đang đi, bên trái là phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú quý vị. Bên phải là có cái con rạch con kinh này, mà có cái hàng rào này là xí nghiệp cầu tre. Ngày xưa huyện đó, bây giờ cũng còn xí nghiệp cầu tre, xí nghiệp chế biến thực phẩm cầu tre. Bên phải vô cái hẻm này là hình như là hẻm 40 quý vị. Rồi rẽ phải vào hẻm này là 58 Lương Thế Vinh. Rồi đi vào đường này là đường Lương Thế Vinh quý vị. Duy rẽ phải vào đường Lũy Bán Bích quý vị.
Alo, xin lỗi phải chị Trang, mình phải địa chỉ 65A Liễu Bích không chị? Dạ, tôi đang giao cho chị hình như là lẩu gà ốc hiểm nè chị. Dạ tới là chị, mình hình như là tổng số tiền là 864.000 hả chị ha? 65A, rồi, tới rồi nè chị ơi. Này mình phải 65A Liễu Bích không anh? Đúng rồi. Rồi, giao cho cô Trang. Cô Trang hả? Dạ. Dạ, để cô Trang. Dạ. Ý quên mình điện rồi. Biết nó lạnh. Rồi bây giờ đây là cái bệnh viện. Ngoại thần kinh quốc tế 65A Lê Văn Bích. Dạ.